là gần đây hình như là so hình như là cái nhân duyên của mình là được người ta chở đi thôi thì sao á, mình muốn có xe để mà mình chạy nhưng mà nó không báo bảo hiểm cho mình. Bắt đầu là không có xe là sao, là đi đâu của bạn đây nó chở đi, đi đâu taxi của mình chở đi, mà taxi của mình là những người light warrior của thành phố này không à. Người nào trái tim cũng có ánh sáng hết trơn, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà mỗi lần mình đi như vậy, mình tiếp xúc như vậy thì mình lại hiểu về con người hơn, thì mình lại có nhiều phương tiện hơn, vũ trụ sắp xếp khủng khiếp như vậy đó. Đó, chứ còn nhiều khi mình cứ thích ở trong cái sự áp đặt của mình, của cái suy nghĩ của mình, thì nó lại là không, vũ trụ biết cái gì là tốt nhất, chỉ cần bạn sống có cái tâm thương yêu, làm lợi ích những cái gì trước mắt của bạn, làm tươi đẹp những cái gì trước mắt của bạn, ca ngợi Thượng Đế, vinh danh Thượng Đế, bảo vệ Thượng Đế, bảo vệ chân lý, ca ngợi chân lý, làm đẹp cuộc đời. Đó, thì sao? Vinh quang nó tự theo bạn, hạnh phúc nó tự theo bạn. Nếu có bạn nhìn được ở cái mắt của tạo hóa, Thượng Đế tạo ra tất cả trong đó có bạn, thì chẳng phải Thượng Đế là cha mẹ ruột của bạn hay sao? Mà vấn đề, bạn có vấn đề gì khi bạn ca ngợi cha mẹ của bạn? Bạn có vấn đề gì khi bạn ca ngợi cái gốc thuần khiết của bạn? Bạn có vấn đề gì khi bạn ca ngợi cái nơi mà bạn đến, cái mà tạo ra bạn và những cái sự phúc lành và những cái mà nó rất là màu nhiệm? Giơ cái tay lên nhà bạn không thấy nó màu nhiệm sao? Đá không nheo như vậy bạn không thấy nó màu nhiệm sao? Nói nó phát ra âm thanh như vậy bạn không thấy nó màu nhiệm sao? Ăn cái mình cảm thấy nó no, nó và mà muốn giống như là làm những cái mọi thứ đều là sự sáng tạo, đều là sự màu nhiệm. Mình chỉ cần mỉm cười và mình nói những cái lời tốt đẹp thì mình thấy người xung quanh mình hạnh phúc lên, đó không phải là sự màu nhiệm sao? Đó, sống như những thiên thần vậy đó. Mà càng sống như vậy thì càng vô ngã, càng vô ngã thì sao, thì càng tự do, thì nó hết đau khổ, nó hết bế tắc, thì không cần phải khóc hu hu trời ơi ráng trốn để mà tu, để mà hả giải thoát khỏi những bế tắc, khỏi những đau khổ. Muốn sống bằng cái tâm của các thiên thần, của chư vị hộ pháp Bồ Tát, còn tối ngày ca ngợi Đức Phật nữa, còn ca ngợi chân lý nữa, còn ca ngợi Thượng Đế nữa. Các bạn là ai để mà các bạn hả muốn mọi người ca ngợi bạn? Chẳng biết trong lúc này, trong lúc bạn không biết chân lý của vũ trụ này là gì, bạn không biết cội nguồn của phúc lành là ở đâu, bạn không biết được quy luật của vũ trụ, bạn không biết được quy luật của thiên đàng và quy luật để trở về thiên đàng. Ngày xưa thằng Lucifer nó phản và nó không ca ngợi Thượng Đế và nó ganh tị với Thượng Đế, mà nó bị đày xuống đây con cháu và nó tạo cả một cái thế giới này. Và Thượng Đế trong đời này, một số gọi là đấng cứu thế, một số gọi là một số người gọi là Phật Di Lặc, một số người gọi là sự tái sanh của Chúa, vân vân vân. Hiện thân của Thượng Đế đến trong cái cuộc đời này luôn, lần này để mà sao? Sẽ chuyển lại hết. I make everything new. Làm mọi thứ mới hết. Và cái điều đó đang xảy ra. Thấy không? Các bạn thấy không? Nói các bạn cỡ để khoan để ý chiến tranh và những gì chuẩn bị xảy ra hết á. Hãy để ý cái năng lượng của bạn hiện tại như thế nào và nhân quả nó đang trổ như thế nào trong trước mắt các bạn và những người xung quanh các bạn. Hãy liên tục tích đức, ca ngợi Thượng Đế, tu nhanh không kịp đâu. Tích cực lên. Còn những người mà để ý đi, mà đặt nói xấu, mà nói xấu đúng những người mà chân tướng, mà chân tướng là thứ dữ đó, là rồi luôn, tự nhiên xui xẻo, tự nhiên bị bệnh tật, tự nhiên tùm lum hết trơn. Để ý đi, và sống sai với quy luật của vũ trụ, tự nhiên bệnh tật, tự nhiên nó trả lời liền. Cái bản ngã nó mắc cười như vậy, nói quá rõ rồi, không cần phải nói nhiều.